Hello tất cả các bạn, rất vui khi các bạn đã ghé thăm và xem video của mình ngày hôm nay. Và chủ đề chính ngày hôm nay mà mình muốn gửi đến các bạn đó là cách set up một cái bể rùa Common Snapping cho người mới chơi ha. Thì như các bạn đã thấy trên đây, trước tiên á, điều quan trọng nhất là các bạn phải có một cái hộp nhựa hoặc là một cái hồ. Ở đây thì mình chọn một cái hộp nhựa. Đây thì cái hộp nhựa này, con rùa của mình á, thì nó cái size nó khoảng size 9 nên mình lựa cái hộp cỡ này ha. Các bạn đừng có để ý đến cái chai này ha, bọn họ mình sẽ nói sau. Đầu tiên là cái hộp nhựa Duy Tân thùng chữ nhật, và cái này á, mình chọn là size là 30 lít và giá của nó là 120.000. Các bạn đi ra ngoài các tiệm bán đồ nhựa, đồ mũ á, thì nó chuyên bán mấy cái hộp nhựa này nè. Các bạn tha hồ mà lựa luôn. Nhớ là phải lựa cái hộp bự hơn, khá là bự so với kích thước con rùa của các bạn nha. Tại vì Common Snapping á, thì nuôi nó rất là mau lớn. Nếu như các bạn lựa cái hộp á, vừa đủ với nó thì nó sẽ sau khoảng 1 năm á, nó rất là lớn và khá là chật chội. Vì thế các bạn phải mua thêm một cái hộp mới. Thay đổi chỗ thường xuyên vậy thì khá là tốn chi phí. Ở đây mình có các thông số, mình sẽ li máy lại gần cho các bạn xem ha. Đó, đây là các thông số của nó. Của mình là chọn chọn size 30 và giá là 120.000. Đó. Và tiếp đến là một cái bộ phận mình đã gắn ở trên cái hộp nhựa, cái chai này á, nó là một cái bộ cũng như là một cái máy lọc vậy các bạn. Mình đã chế tự suy nghĩ và chế tạo nó, chứ mình thấy nếu như mua mấy cái lọc sứ đồ á, mình phải chế thêm một cái dàn lọc ở trên phía trên này nữa thì nó rất là tốn chi phí, nên mình đã tự chế như cách này. Và mình đã nếu như mà các bạn muốn tự chế như cái này ở nhà thì mình sẽ làm một cái video riêng để mà hướng dẫn các bạn ha. Và để cái này á, nếu như muốn lọc sạch á, thì các bạn phải có một cái, đó chính là những cái mút xốp, những cái bông lau bảng á các bạn. Một cái lớn á, chỉ có 3.000 thôi, rất là tiện, rất là rẻ, và các bạn có thể mua ở các văn phòng phẩm. Cái này á, một cái bông lau bảng á, thì mình cắt ra làm ba theo cái chiều dọc xuống ha. Mà cắt ra cho nó mỏng vậy nè, lát nữa mình sẽ lót ở dưới này. Và cuối video mình sẽ setup lại các bể, thì cái bể thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là lắp ráp cái bộ lọc này như thế nào cho nó hợp lý ha. Nếu như mà các bạn mua những cái loại sứ lọc á, thật sự nó rất là tốt, nhưng mà cái này á, thì nó có một cái lợi nè, đó chính là rẻ nè, tiện dụng nè, và các bạn mỗi tuần á, các bạn rất là dễ lau chùi. Khi mà các bạn lấy cái miếng lọc xốp này ra các bạn giặt á, thì nó rất là sạch, và những cái cặn bẩn trên đó nó sẽ trôi đi hết. Mình để nó ra đây ha. Thì cái này nếu như cặn bẩn trên đây á, các bạn chỉ cần lấy miếng cước rửa chén các bạn chà nhẹ qua là nó lại sạch bóng như mới. Và tiếp đến á, để mà lọc được á, thì các bạn cần phải có một cái máy lọc nước. Đây. Đây. Đây chính là cái máy lọc nước của mình. Ai dạ. Nó hít quá các bạn ơi. Ai dạ. Ai dạ. Đó, bốn cái cục hít này nó rất là hít. Cái lọc nước này là cái hiệu Laitex, mình mua ở tiệm ngoài tiệm cá cảnh á, chỉ có giá là 65k thôi. Đây nè, đây chính là hiệu của nó nè. Laitex AB1000, của nó là 50 Hz và 6,5W, dòng điện là 220 cho đến 240. Tại vì máy của mình bắt nét rất là chậm nên là các bạn thông cảm ha. Cái này nó cũng không có hao điện lắm đâu các bạn. Sau này thì mình sẽ nói chi tiết hơn về cách sử dụng nó ha. Cái này á, nó có một cái hay là như vậy nè. Đây nè, các bạn thấy cái này không? Cái này nè, cái này là nó có thể là chỉnh cấp độ là mạnh nhẹ. Qua đây á, nó sẽ lọc mạnh, qua đây nó sẽ lọc nhẹ. Với cái cần điều chỉnh như thế này nè. Đó, thấy không? Nè nè, chỉnh qua đây nè, chỉnh qua đây. Rất là dễ dàng điều chỉnh. Đó. Trên này thì mình đã quấn một cái bọc
để mà mình nối với một cái đoạn ống nhựa để dẫn nước ở từ dưới bể lên ha. Mình sẽ để nó vô đây. Tiếp theo để lọc được dẫn nước lọc từ cái này lên đây á thì mình mua một cái đoạn ống nhựa. Các bạn lưu ý á, sử dụng đoạn ống nhựa vừa dài vừa phải thôi nha. Nếu sử dụng cái đoạn ống ruột gà có nhiều nếp gấp thì cũng được. Điều đó nó sẽ hạn chế cái tốc độ chảy của cái dòng nước lọc qua, làm cho cái lọc này nè nó lâu đầy hơn và nó lọc sẽ tốt hơn. Nước nó sẽ chảy chậm thì nó lọc sẽ tốt hơn. Còn này nó chảy nhanh á thì cái lọc này mình phải để cho nó sơm nhiều lỗ thoát hơi ở phía bên dưới để nước nó lọc xuống cho mau á, nếu không nó sẽ tràn lên đây nè, nó sẽ không có lọc được. Ok, cái ống này nó hơi to nên đầu dưới mình cố gắng duy trì nè, để mà mình sẽ gáp vào cái máy thì chút xíu nữa mình sẽ set up cái bể và các bạn sẽ quan sát là gáp nó như thế nào ha. Tiếp đến là nuôi rùa nước này á thì cái điều quan trọng mới là cái nhiệt độ môi trường. Nhiều người á, người ta có điều kiện á thì người ta sẽ mua một cái cây đèn sưởi, nhưng mà cái đó thì mình theo mình nghĩ là sẽ tốn điện hơn rất là nhiều. Còn đối với mình á, cái giải pháp tối ưu của mình á để tiết kiệm chi phí á, mà lại có hiệu quả sưởi ấm nguồn nước á, thì mình sẽ sử dụng cây lọc nước. Ở đây á, mình đi ra các tiệm cá cảnh á, các bạn nói bán cái cây lọc nước á thì người ta sẽ bán cho bạn có rất là nhiều loại, nhưng ở đây mình lựa cái loại rẻ nhất, đó chính là mà nó cũng tốt á, nó không có phải là dởm gì đâu, nhưng mà mình xài cũng rất là bền. Đó là cây lọc nước này nè, đây đây giờ ai dạ RS 508E, cái này là 300W 60 Hz. Để mình xem, đây đây nó có một cái số để các bạn chỉnh nhiệt độ nè, trong này là cái số để các bạn chỉnh nhiệt độ nè. Thường á, các bạn nuôi rùa các bạn nên chỉnh từ 28 cho đến 30 độ ha, vì mình quay có một tay thôi nên là rất là khó khăn. Sau này mình sẽ đầu tư một cái gimbal để quay cho các bạn xem nó dễ dàng hơn. Đây là cái núm để chỉnh, là các bạn xoay qua trái hoặc xoay qua phải để điều chỉnh cái nhiệt độ như thế này. Lưu ý là khi sử dụng các bạn phải để nó chìm hoàn toàn trong nước. Nếu như các bạn để nó ở trên mặt nước á, hoặc là sau tuốt ở dưới đáy bể thì nó rất là dễ bị vỡ ha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái cây này vào một cái video sắp tới. Trước tiên là mình chỉ giới thiệu những cái vật cần trang trí cho cái bể rùa này thôi. Ok. Và cuối cùng á, nếu như các bạn muốn cho cái bể rùa của mình thêm sinh động hoặc là giống với môi trường tự nhiên nhất á, thì các bạn có thể trang trí ở dưới bể này nè một số đá gạch sỏi hoặc là những cái máng cho dán vào đây nè, vào bên hông nè, để cho con rùa nó leo lên nó phơi nắng, nó tắm nắng nè. Nó cũng nếu như các bạn xài đèn á, nó sẽ thích leo lên đó để nó sưởi ấm ha. Còn riêng mình thì mình không có sử dụng cái đó, mình sử dụng cái cây lọc, và mỗi ngày thì mình sẽ tắm nắng riêng cho nó, mình sẽ để nó ra ngoài để tắm nắng. Nếu như mà các bạn không trang trí đá thì các bạn có thể làm giống mình đây đây chính là cái biện pháp của mình. Đây mình đã mua hai cái cây nhựa, cái cây rong nhựa này giá thì giá rất là rẻ, một cây khoảng 20 mấy đến 10 mấy 20 ngàn à. Đây có giá ở dưới luôn nè, mình mua ở Tèo Cần Thơ đó các bạn. Hiện tại thì mình đang học ở Cần Thơ nha, ở Cần Thơ có chỗ các chỗ bán cá kiển rất là nổi tiếng. Nếu như các bạn cần biết thêm á, thông tin chi tiết hoặc là những cái món hàng, những cái loại cá bán ở đó thì mình sẽ đi tới đó để quay chi tiết cho các bạn ha. Cái này 20 ngàn này rất là đẹp, mình thích những cái màu như thế này, ở đó còn rất là nhiều màu và còn rất là nhiều cái vật trang trí khác nữa. Mình vô đó mình thấy mê lắm các bạn, không muốn về luôn á. Đây màu tím mộng mơ. Đây là cái này 15 ngàn, 15 ngàn. Cái này nếu như mà các bạn nuôi trong bể, nếu như nó đóng rong dơ á, nó đóng những cái cặn bã thì các bạn cũng rất là dễ dàng chà rửa nó, phơi
nắng khoảng 30 phút là nó khô rồi, rồi để sau đó các bạn để vào hồ là tiếp tục, không có vấn đề gì cả. Đây, cái này thì màu hồng xanh rất là đẹp, cái này giá 20.000. Ok, và nếu như các bạn muốn lựa những cái khác thì cũng được, có rất là nhiều mẫu mã cho các bạn lựa chọn. Và cái điều quan trọng cuối cùng đó là cái nguồn nước. Nhiều bạn sử dụng ở thành phố, nhiều bạn sử dụng nước máy á, trong nước á, nó có cờ lo để lọc á, các bạn phải lưu ý nha, các bạn phải để nước ngâm nước ở ngoài á, khoảng 1 đến 2 ngày cho cái cà lo đó nó phải mùi hết nha. Vì cái cà lo nó rất là độc hại cho rùa, nó làm cho con rùa dễ bệnh phổi và bị nấm. Riêng mình á, thì cái con common của mình vừa trị nấm nó xong, nó bị đợt trước mình không biết á, mình nuôi trong nước máy á, mình mở nước máy ra mình nuôi liền nên nó bị nấm từ lưa hết. Mình mới trị nấm cho nó xong á, nên là bây giờ mình biết cách này rất là hay, đó chính là nước lá bàn. Nếu như các bạn gần nhà các bạn có lá bàn khô á, các bạn cứ việc ngâm với nước máy trong khoảng 3 ngày, sau đó các bạn vớt lá bàn ra ngoài và để rùa vào nuôi bình thường. Vì nếu như các bạn mà để lá bàn lâu á thì nó sẽ phân hủy, nó tạo ra những cái vi khuẩn có thể gây hại cho rùa ha. Mình thấy một số bạn nuôi á, để rùa chung với lá bàn luôn, điều đó thì cũng được, không sao, nó có thể tạo môi trường gần với tự nhiên nhất cho loài rùa. Nhưng mà cái lá bàn đó nó phân hủy á, khi bạn cầm lên nó nhớt nhớt, nó có những cái vi khuẩn lúc phân hủy thì không có tốt cho rùa. Đây là cái chậu nước lá bàn mình đã ngâm được 3 ngày rồi kìa, các bạn thấy không, nó đang nhìn mình kìa. Hôm nay mình sẽ tiến hành cho các bạn xem ha. Mình đã ngâm 3 ngày và cái nước lá bàn nó ra màu như thế này nè, màu cà phê rất là đẹp. Ok, con common nó đang nhìn mình kìa. Chút nữa mình sẽ vớt lá bàn ra và sẽ tập cái bể ha. Nó sắp được vào nhà mới rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành setup cái bể. Tại vì mình quay chỉ có một tay thôi nên mình sẽ không thể setup được. Trong quá trình mình setup thì mình không thể quay được, nên các bạn hãy xem tiếp phần tiếp theo xem là mình sau khi setup thì cái bể rùa nó sẽ như thế nào ha. Nào, let's go. Sau một hồi sắp xếp cái bể thì mình đã, đây chính là tác phẩm của mình ha. Đây thì phía trên đây chính là miếng xốp mình đã cắt ra và mình nhét ở dưới. Khi mà cái máy lọc này nè, nó hút những cái cặn bẩn, những cái nước cặn lên á, nó sẽ chuyển qua cái ống này, và nhiệm vụ của cái tấm xốp này là nó sẽ lọc và nước cái sạch nó sẽ rơi xuống qua những cái lỗ mình đã khoét ở đây. Khi mà các bạn gắn cái cây lọc á, nhớ là phải để cái chỉ số nhiệt độ nó quay lên trên như thế này. Ở đây mình đã chỉnh là từ 28 cho đến 30 độ, đó là nhiệt độ lý tưởng dành cho rùa common snapping. Và tiếp theo á, khi cái máy lọc này nè, cái bộ phận điều chỉnh á, nước mạnh nhẹ các bạn hãy để nó ra ngoài này nè để các bạn dễ dàng điều chỉnh. Như thế là xong rồi, chỉ cần để nước và rùa vào thôi. Đó, những cái cây này thì các bạn có thể trang trí để che những cái này lại. Tại vì thường á, cây lọc này á, nó lọc nước rất là ấm, con rùa thì nó rất là thích bơi lại đó, nó sẽ dúi đầu xuống dưới này nè, dúi đầu bên đây nè, hoặc là nó leo lên á, thì mình sợ nó sẽ làm hất cái cây lọc này lên nè, thì như thế rất là nguy hiểm, cây nó có thể phát nổ và gây hại cho rùa, nên là mình dùng những cái này mình che bớt lại. Đó. Nó có thể nó đi vào đây nè, thí dụ mình thả cá săn mồi á, nó sẽ táp vào những cái sợi dây điện này nè, hoặc là nó sẽ táp vào những cái lọc này nè. Mình che cái cây này lại thì để hạn chế những cái rủi ro nó xảy ra. Ok, bây giờ mình sẽ để đây sau một hồi setup và đổ nước vào á, thì mình đã để được một cái thành quả như thế này. Đây là ngôi nhà mới của con mon mập của mình. Thấy không? Nó đang có vẻ nó hơi cảm thấy lạ lẫm. Cái cây lọc á, các bạn đã để nước vào rồi thì các bạn mới ghim điện vào ha, và nó sẽ sáng đèn như thế. Khi mà đạt đến nhiệt độ cần thiết á, nhiệt độ mà các bạn đã cài đặt ở hiển thị trên đó, thì nó sẽ tự động tắt và không có điện nữa. Nó rất là tiết kiệm điện. Còn đối với cái đèn sưởi thì mình thấy khi nào các bạn rút chui thì nó mới tắt thôi. Nó là cái tiện lợi của cái cây lọc.
cái ở lộn cái sưởi này ha, xin lỗi mình nói lộn hoài. Rồi bây giờ thì mình sẽ ghim cái máy lọc latex lên cho các bạn xem nó sẽ lọc như thế nào ha. Đây là một cái ổ điện mình sẽ ghim vào đó, nó bắt đầu hoạt động rồi, sẽ hút nước bên dưới qua cái ống và những miếng vòng la bảng đó, nó sẽ lọc đó. Con common nó đang làm quen với cái nhà mới của nó. Nó ngóc lên nó nhìn mình kìa. Mỗi bữa mình cho nó ăn á, nên là khi thấy cái tai mình á, nó sẽ bường bường lại. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay ha. Phần cuối video mình sẽ có một cái món quà đặc biệt dành cho các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.